khi càng rơi vào những tình huống thiên tai địch họa khó khăn nguy hiểm thì lại càng thấy nghĩa tình đồng bào truyền thống lá lành đùm lá rách thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam ta quý giá biết nhường nào tỉnh Quảng Bình một địa phương thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt thiên tai kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngay lập tức đã có thư kêu gọi cộng đồng ủng hộ các tỉnh thành phía Bắc khắc phục dù như Quảng Ninh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận bão vừa qua, nhưng vẫn sẵn sàng nhường hàng trăm tỷ đồng tiền hỗ trợ cho địa phương khác và rất nhiều những câu chuyện cảm động về nghĩa tình đồng bào trong những ngày cả nước hướng về miền Bắc như hiện nay. Nhưng cũng có những câu chuyện gây bức xúc như trường hợp phát ngôn mới đây về vấn đề từ thiện của TikToker Phạm Thoại. Tất cả sẽ có trong video sau đây. bình kêu gọi nhân dân ủng hộ các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả bão lũ là một địa phương thường xuyên phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của những trận bão lũ, phát triển kinh tế cũng còn nhiều khó khăn khi mà GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 60 triệu đồng, quy mô GDP của tỉnh này năm 2023 là trên 55.000 tỷ đồng. Thế nhưng trước tình hình các tỉnh thành phố phía Bắc thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3, ngay lập tức ngày 10 tháng 9, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có thư kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai trong thư kêu gọi đã viết những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3 các tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ đã làm cho nhiều người chết và mất tích nhà cửa tài sản của nhân dân và của nhà nước bị thiệt hại nặng nề cơ sở vật chất hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng hiện nay nhiều nơi đang bị chia cắt nhiều khu vực dân cư bị cô lập dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận và các đoàn thể nhân dân lực lượng vũ trang cán bộ công chức viên chức người lao động ở các địa phương đã và đang giúp sức khắc phục hậu quả của bão lũ hơn lúc nào hết người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ chia sẻ từ các cấp các ngành và toàn xã hội quảng bình đã từng đi qua những ngày đêm dài mưa như chút nước lũ trồng lũ bão trồng bão càng thấu hiểu những khó khăn vất vả của người dân vùng bão lũ đi qua hậu quả để lại là không thể đong đếm phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thư kêu gọi có đoạn rất xúc động thương người như thể thương thân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình kêu gọi cán bộ công chức viên chức người lao động lực lượng vũ trang các tầng lớp nhân dân các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần vật chất là những tình cảm quý báu kịp thời góp phần giúp cho nhân dân các tỉnh phía Bắc nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Mọi sự ủng hộ xin được gửi về Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Bình và Ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình với số tài khoản cụ thể. Với trường hợp ủng hộ tiền mặt thì sẽ được tiếp nhận trực tiếp tại địa chỉ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tại số 35 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thế mới thấy nghĩa tình đồng bào cao quý như thế nào trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay. Tình nghĩa đồng bào trong bão lũ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một sàn khi đối mặt với khó khăn, nghịch cảnh cũng là lúc hai tiếng đồng bào được ngân vang. Sau cơn bão, nghe thấy những thông tin về thiệt hại của người dân ở các vùng có cơn bão đi qua và bị ảnh hưởng, ngay lập tức không ai bảo ai, hàng loạt các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội chung tay kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ bà con các địa phương đang chìm trong biển nước. Nhiều địa phương cũng đã thành lập đoàn công tác đi hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ngay trong chiều ngày 10 tháng 9, Hương Yên cũng đã tiếp nhận được những tình cảm đó của đoàn công tác đến từ thành phố Đà Nẵng. Trong các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội của người dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, hoạt động kêu gọi chuyển đò hỗ trợ bà con vùng bão lũ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong những ngày tới, những chiếc đò sẽ tiếp tục được chuyển đến tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái cùng bà con nơi đây vượt bão lũ, sơ tán đến những nơi an toàn. Hay như tại khu đô thị Eco Park, khi đang cùng nhau dọn dẹp những đổ nát còn lại sau cơn bão số 3 đi qua. Khi biết tin bà con Thái Nguyên, Yên Bái và nhiều tỉnh thành phía Bắc chịu cảnh màn trời chiếu đất, thì ngay trong tối ngày 9 tháng 9, những cư dân sống trong khu đô thị Eco Park cũng đã cùng nhau lên đường hỗ trợ, mang theo hành trang là 400 chiếc đèn pin cùng các loại thực phẩm như là mì tôm, xúc xích, lương khô, nước lọc, vân vân, áo phao, áo mưa lên đường hỗ trợ bà con. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người, hội nhóm tìm mua áo phao, đèn pin, nước, đồ thực phẩm ăn sẵn hay là kêu gọi ủng hộ từ người dân trên cả nước để kịp những chuyến xe xuất phát vào dạng sáng ngày 10 tháng 9. Ví dụ như các thành viên nhóm cộng đồng người Hà Nội và các tỉnh định cư tại Đà Nẵng đã lập tức huy động phương tiện, nhân lực, vật lực xuất phát ngay trong ngày 9 tháng 9 để cứu trợ các địa phương miền Bắc. Người dân các tỉnh miền Trung cũng lên đường hướng về vùng lũ. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam và những người hâm mộ các nghệ sĩ cũng cùng nhau lan tỏa những hành động thiết thực hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Ví dụ như ca sĩ Tùng Dương và những người bạn đã ủng hộ tỉnh Thái Nguyên số tiền là 500 triệu đồng. Ca sĩ Uyên Linh và Cúc Thiên ủng hộ 150 triệu đồng qua qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Người hâm mộ ca sĩ Subin Hoàng Sơn thì gửi tặng 109 triệu đồng đến Ban cứu trợ Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay tại thành phố Hưng Yên thì nhiều cá nhân cũng đã cùng nhau kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để hỗ trợ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, truyền thống tương thân tương ái của người Việt luôn làm cho ta cảm thấy ấm lòng trước những tình huống hiểm nguy. Phát ngôn của TikToker phạm thoại gây phản ứng dữ dội khi từ chối từ thiện cho tỉnh Quảng Ninh. Trên trang mạng xã hội cũng như một số trang báo đã xuất hiện thông tin về việc vừa qua tiktoker phạm thoại lại có phát ngôn gây tranh cãi khi anh tuyên bố không từ thiện cho Quảng Ninh vì cho rằng người dân tỉnh này kén chọn từ thiện. Cụ thể trong một bài đăng đã xóa trên trang Facebook cá nhân của mình, tiktoker này đã viết Mọi người cho em hỏi nếu người dân Quảng Ninh kén chọn từ thiện chỉ nhận tiền không nhận thực phẩm thì em xin phép nhường lại sự giúp đỡ cho tỉnh thành khác ạ. Chứ cho từ thiện mà kén cá chọn canh, với lại em đi cho em cũng chưa nói có mì tôm hay cái gì hết á. Làm như thế này em thực sự buồn lắm vì tiền em bỏ ra chứ không xin ai hết cả. Tuyên bố trên chỉ diễn ra vài giờ sau khi Phạm Thoại đăng tải dòng trạng thái. Hiện tại em muốn hỗ trợ bà con tại hai thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Mọi người cho em xin thông tin tại địa phương, em sẽ bay ra hỗ trợ bà con với ạ. Lý giải về điều này, Phạm Thoại đã dẫn một bình luận ở dưới comment, cho rằng có anh này nói người Quảng Ninh cần tiền chứ không cần đồ ăn. Ai ở Quảng Ninh xác nhận giúp em với chứ thế này thì em xin từ chối ạ. Không lâu sau khi Phạm Thoại đăng tải những dòng trạng thái này, cộng đồng mạng đã có phản ứng dữ dội. Một số trong mạng xã hội đã dẫn câu nói, của cho không bằng cách cho, để bình luận về phát ngôn của Phạm Thoại. Và cho rằng nam tiktoker này chỉ vì một bình luận mà đã gộp tất cả người dân Quảng Ninh để chê bai. Có ý kiến cho rằng Phạm Thoại có tâm giúp đồng bào nhưng cách cho không khéo. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nam TikToker này nên liên hệ trực tiếp đến các địa phương để lên phương án làm việc trực tiếp. Một số ý kiến khác thậm chí còn chỉ trích nam TikToker là người nông cạn và thiếu kiến thức. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phạm Thoại có những phát ngôn gây bức xúc trong dư luận. Vào tháng 7 trong một phiên livestream, TikToker này đã từng tuyên bố: "Có tiền nói gì cũng được, có tiền làm gì cũng được, người ta không sợ ai, có tiền là có quyền." Trước đó thì Phạm Thoại cũng từng có phát ngôn cho rằng đàn ba rửa bát là phong tục người Việt. Phạm Thoại, Nori Phạm, tên thật là Phạm Văn Thoại, sinh năm 1996, đến từ Hải Phòng. Anh từng kinh doanh bán hàng quần áo, sau đó được mọi người chú ý hơn khi phát triển nội dung trên nền tảng TikTok. Hiện tại thì mọi người đều biết đến Phạm Thoại với danh xưng là TikToker, đồng thời là KOL nổi tiếng. Tài khoản của Phạm Thoại thì có 4,7 triệu người theo dõi, được người xem nhớ đến với hình ảnh giả gái trang điểm đậm.